Lâm Khánh Chi phủ nhận ngoại tình, từng nghĩ đến chuyện tái hợp chồng cũ nhưng bất thành vì một lý do. Sau lời chia sẻ cực gắt từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi đã chính thức lên tiếng. Liên quan tới ồn ào bị chồng cũ Phi Hùng tố ngoại tình trong thời gian chung sống, tối 7 tháng 2, Lâm Khánh Chi đã có cuộc gặp gỡ truyền thông, nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, Lâm Khánh Chi lộ rõ nét buồn và thẳng thắn phản bác chuyện chồng cũ tố cô ngoại tình với Song Duy. Đến thời điểm này, Khánh Chi chưa yêu ai, khi yêu ai tôi sẽ công khai, không có chuyện gì phải giấu. Muốn quên một người phải mất tầm nửa năm hoặc một năm, sau đó tôi mới có thể mở lòng. Tôi là người chuyển giới nên rất trân trọng tình yêu. Khi tôi kết hôn với anh Phi Hùng thì ai cũng biết tôi đã lùi về hậu trường để chăm sóc cho gia đình. Tôi là người sống vì chồng con, vì gia đình. Tôi thấy nhiều người chia tay xong lùm xùm nên tôi không thích. Tôi muốn im lặng để hai người cho nhau cơ hội bình tâm suy nghĩ. Thế nhưng anh Hùng lại có người yêu mới quá sớm thì sao tôi cho cơ hội được. Tôi rất buồn vì anh Hùng nghĩ tôi có tình ý với người khác suốt một năm nay. Đây là điều hoàn toàn không đúng. Tôi và anh Hùng sử dụng chung mạng xã hội. Tôi giao hết tất cả cho anh thì không có dạy gì nhắn tin yêu đương với người khác để anh Hùng bóc phốt tôi. Tôi chỉ là thương em út bình thường, nhưng anh ấy quy chụp tôi. Vì sao đến thời điểm này tôi mới lên tiếng là do tôi muốn cho anh Phi Hùng cơ hội. Tôi đã muốn cho anh Hùng cơ hội, nhưng anh ấy có người mới quá sớm. Tôi muốn quên một người phải có thời gian rất dài, chứ không phải một sớm một chiều được. Nếu tôi có tình ý với ai thì sẽ phải cắt đứt với anh Phi Hùng trước. Lâm Khánh Chi khẳng định cô và chồng đã không còn cơ hội để tái hợp sau những ồn ào vừa qua. Trong thời gian sinh sống, anh Phi Hùng rất tốt, anh không có ai khác ngoài tôi hết. Tôi là người rất chung tình, khi kết thúc với người này mới đến với người khác. Chắc chắn không có chuyện tôi còn đang sống với người này mà yêu đương thêm người khác. Chúng tôi sẽ ra chuyện như thế này là do tính anh Phi Hùng quá cố chấp. Câu chuyện này đi đến nước này là không ai muốn hết. Khi tan vỡ, ai cũng có một phần lỗi nên tôi không muốn bàn tán nhiều. Nếu hai đứa đấu tố xúc phạm nhau qua lại như thế này thì người ta cười. Tôi muốn nói với anh Phi Hùng rằng anh vẫn là người tốt trong mắt tôi và tôi không phải là người phụ nữ như anh ấy nói. Tôi không quen ai trong lúc này hết. Tôi muốn đính chính với anh và khán giả như thế. Anh Hùng không có bằng chứng gì thì không có quyền nói như thế. Nếu anh bắt gặp tôi nắm tay ôm hôn người khác hay nhắn tin em yêu anh quá với ai khác thì anh có quyền nói, có quyền quy chụp, còn nếu không có thì không có quyền nói. Nói về động cơ chồng lên tiếng quy chụp cô ngoại tình dẫn đến ly hôn, Lâm Khánh Chi chia sẻ, tôi nghĩ động cơ khiến anh Phi Hùng lên tiếng do anh ấy úp ảnh chung với người mới lên và bị chửi quá nhiều nên mới nói vấn đề này ra để xoa dịu bớt. Cô bé kia cũng là người mẫu nên chắc cũng muốn nổi tiếng. Còn về nguyên nhân sâu xa thì tôi không rõ vì tôi không phải là anh ấy. Bộ ảnh của tôi và Song Duy đã chụp từ lâu để PR dự án mới. Anh Phi Hùng biết chuyện chúng tôi chụp chung. Thời gian đó chúng tôi sẽ ra lục đục nên tôi mới không muốn đăng bộ ảnh đó lên. Tôi chắc chắn mình không mở lòng với ai vào lúc này. Đàn ông có thể mau quên hơn phụ nữ là chuyện đương nhiên. Khi người ta có người mới thì sẽ quên mình thôi. Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí giữa ồn ào với chồng cũ, Lâm Khánh Chi tha thiết thổ lộ. Thời gian gần đây tôi vẫn nhớ, vẫn thương anh Hùng rất nhiều. Tuy nhiên anh ấy đã quen người mới rồi. Nếu như anh ấy chưa có người mới thì tôi vẫn nghĩ đến chuyện trở lại. Trong dịp Tết vừa rồi, tôi rất buồn và nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Mọi người thấy trên livestream tôi tàn tạ và xuống sắc. Những người phụ nữ hạnh phúc thì không thể có thần sắc như vậy được. Trong thời gian này, tôi rất khó khăn vì anh Hùng là người quản lý tài chính, nhân viên ở shop, chỉnh máy móc cho tôi hát. Sau khi tan vỡ với Lâm Khánh Chi, Phi Hùng công khai hẹn hò một người phụ nữ khác. Khi thấy chồng chia sẻ ảnh bên người mới, Lâm Khánh Chi chạnh lòng. Khi anh công khai với người khác, tôi có buồn và chạnh lòng vì người chồng của mình có bồ mới nhanh quá. Tuy nhiên vì chúng tôi đã ly dị rồi, anh ấy có quyền có tự do, có hạnh phúc mới. Tôi chỉ mong mọi người đừng tấn công anh ấy nữa. Tôi cũng mong cho Phi Hùng hạnh phúc. Trong vụ việc ồn ào này, anh Phi Hùng quá trẻ con, cách cư xử này không phù hợp với tôi. Anh Phi Hùng quá xúc phạm tôi lớn hơn anh Phi Hùng nhiều tuổi mà, tôi cần một người chín chắn, trưởng thành hơn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chúng tôi xa nhau một thời gian để suy nghĩ xem điều gì quan trọng nhất. Nếu thấy gia đình quan trọng thì quay về, chứ không nghĩ mọi thứ đến nước này. Về chuyện tài sản thì đây là vấn đề tế nhị nên tôi không nói ra ở đây. Con là do tôi nuôi, tôi dư tài chính để lo cho con có cuộc sống tốt, tôi không nhận chu cấp từ chồng cũ. Nếu anh Phi Hùng muốn, có thể qua thăm con và đưa con đi chơi vài ngày, chuyện đó không vấn đề gì hết.